Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai của toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bác Sa Đức Huy đang có mặt trước cửa nhà ánh sáng tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Bác Sa Đức Huy đến thăm vườn cây của anh và chuẩn bị tiến vào cái vườn cây để chia sẻ cho quý vị ngắm cái không gian, cái vườn cây, những tác phẩm mà anh tâm huyết, yêu quý và tạo tác rất nhiều năm. Kính thưa quý vị, có rất nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật quý vị ạ. Kính thưa quý vị này, quý vị nhìn thấy cái tác phẩm, rất nhiều tác phẩm đẹp ở vườn của ánh sáng nha quý vị nhé. Nhiều lắm quý vị ạ, những cây bonsai. Rồi, em chào anh chị nhé. Vâng. Cảm ơn Huy này. Vâng. À, đến thăm với gia đình anh, thăm khuôn viên của anh chị. Thì em cũng xin chúc sức khỏe gia đình nhé. Và chúc cho cái niềm đam mê, cái tình yêu cây cảnh của anh chị, của anh Sáng sẽ ngày một lớn mạnh hơn nữa. Và cũng là một cái lãnh đạo ở Thuận Thành đấy. Lãnh đạo chủ nhiệm cây cảnh của nghệ thuật của huyện Thuận Thành. Yeah. Thì, bây giờ lên thị xã rồi. Sẽ làm sao mà thúc đẩy cái phong trào lớn mạnh hơn nữa và phát triển hơn nữa anh nhé. Trước hết là thay mặt gia đình này xin cảm ơn bonsai Đức Huy. Thế thì bây giờ thì gia đình nhà mình cũng từ cái kênh bonsai của Đức Huy này lại được đón mọi người yêu kênh trời cả nước. À. Không về trực tiếp. Thế nhưng mà trong hình ảnh thì trong cái khu quyên nhà mình ấy thì để cho nó vui chân vui vườn thôi. Dạ. Đấy, trong nhiều rất cảm ơn mọi người yêu kênh Trần Cả Nước. Thứ hai nữa là chúc mọi người yêu kênh Trần Cả Nước sức khỏe, hạnh phúc mà để cho làng cây của Việt Nam mình mạnh hơn một chút nữa. Vâng. Nhớ, trước hết là xin cảm ơn kênh Bonsai Đức Huy. Vâng ạ. Nhớ, đã về với gia đình nhà mình. Vâng. Nhá, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em nhá. Vâng. Anh có thể cho quý vị biết cái số điện thoại của anh không? Trước hết là xin cảm ơn Đức Huy cái đó. Số điện thoại thì bây giờ thì của anh là 0354 857 166. Vâng. Rất mong muốn mọi người yêu cây cảnh cây nước về để thăm cái sân vườn nhà mình. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng nó rất là tình cảm. Vâng. Đấy, những cái ok như thế. Dạ, và đặc biệt là bonsai Đức Huy. Vâng. Nhớ, thường xuyên về với mấy cái quân với gia đình nhà mình. Vâng. Nhớ, chắc chắn rồi. Mọi người đến, người ta không đến được trực tiếp. Mọi người cái yêu kênh Trần Cả Nước, cái nhìn trên hình ảnh đã cảm thấy là cái bonsai Đức Huy để đưa đến mọi người đấy không phải vất vả gì nữa, mình cũng nhìn thấy được một cái khuôn viên, cái chân cây của những người yêu cây. Vâng. Nhớ, cảm ơn bonsai Đức Huy nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Em sẽ gửi tới quý vị những cái tác phẩm này. Rồi, quý vị ở những cái xì cổ này, xì cổ đẹp như này này quý vị này. Thì cổ giá trị của ánh sáng quý vị nhé, những cái đường thân rất nhiều những cái điểm khó và những cây si như thế này già đến tận đầu cành cái này thì quý vị đủ hiểu là lâu như này, tuổi cây, tuổi chậu lâu như này, tác phẩm chỉ cao khoảng 70 phân thôi quý vị nhé. Và cái tác phẩm này của anh thì chỉ cao đâu đó cao khoảng 55 phân thôi, 55-60 phân này, cũng là những cây si cổ và cũng rất dài. Một khuôn viên không nhiều tác phẩm nhưng mà đa dạng cây quý vị ạ, đa dạng dòng cây, những cây tùng đa, tùng kim cương này, xanh Nam Điền này quý vị này. Và quý vị sẽ nhìn thấy một tác phẩm túc. Và tiếp theo quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm xanh Nam Điền này. Đây là cái cây xanh Nam Điền cao khoảng độ 1m1. Một cây cũng khá là già quý vị ạ. Mà Bác Sa Đức Huy nhìn thấy màu đồng này,
Bóng tàn đã mịn màng rồi, hoàn thiện lâu rồi. Và bóng tàn rất là đẹp. Chỉ thiếu một cái chậu đẹp thôi. Thì là đây cũng là cái tác phẩm đẹp ở trong vườn của anh. Bên cạnh thì cũng còn những cái phôi anh đang tạo tác còn dang dở này quý vị này. Phôi si đời mới, lối mới. Và những cái mẫu đơn vàng. Và quý vị sẽ đến với tác phẩm Tùng La Hán. Một cái Tùng La Hán dáng siêu, rất đẹp của anh. Tác phẩm Tùng cái này thì rất là giá trị quý vị ạ. Quý vị biết được cái tùng mà làm được cái cây tùng thì phải đòi hỏi rất là lâu. Và tùng thì rất là chậm lớn. Mà làm tùng cắt giật thì càng lâu quý vị ạ. Góc nhỏ đam mê của anh. Nhưng mà bấy nhiêu thôi, quý vị cũng đủ hiểu và cảm nhận được cái tình yêu cây ở trong anh nó lớn như nào. Và anh cũng là lãnh đạo của huyện, cây cảnh của huyện Thuận Thành, chủ nhiệm của cây cảnh huyện Thuận Thành. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm xanh Nam Điền này. Đây cũng là cái xanh Nam Điền có một cái cốt cách, có một cái dáng vóc cũng rất là đẹp, thân bệ đẹp, đường thân cái cốt cách của cái cây cổ. Tác phẩm này thì chỉ cần chú tâm vào cái bộ bông tàn cho đầy đặn hơn nữa thì cây này là cái cây cũng rất là đẹp quý vị. Bông tàn thì hiện nay thì hơi nhỏ một chút. Và những cái bông này, chẳng hạn như những cái bông này là chúng ta có thể làm to, to gấp đôi, thậm chí là hơn một chút thì nhìn bố cục sẽ chặt chẽ. Và bên cạnh này quý vị cũng có nhìn thấy một số tác phẩm nữa này. Anh còn khá nhiều những cái cây, các dòng cây mai tứ quý này, quý vị có thể nhìn thấy này, vừa mới nở hoa xong còn đọng lại những cái chùm quả rất sai ở trên cây. Quý vị ngắm tổng thể nhé. Khuôn viên tuy không nhiều nhưng mà có rất nhiều những cái tác phẩm hoàn thiện, cây nghệ thuật trong vườn của anh. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim tại vườn cây của ánh sáng tại Thuận Thành, Bắc Linh. Thì đến đây Bà Sa Đức Huy xin phép và dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.